18 món ngon ngày Tết cổ truyền của người Việt. Xin chào các bạn. Vậy là lại sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi. Đây cũng chính là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình đoàn tụ sau một năm vất vả làm việc. Do đó, mầm cỗ những ngày Tết cũng cần phải được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, đầy đủ. Không chỉ thể hiện cho sự no ấm, hạnh phúc mà còn mong ước có một năm mới đầy đủ và phát đạt. Trong bài viết ngày hôm nay, kênh mình xin chia sẻ danh sách các món ăn ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam tại ba miền Bắc, Trung, Nam để các bạn cùng tham khảo. Ở nước ta, mỗi vùng miền lại có một mâm cỗ ngày Tết mang nét đặc trưng khác nhau. Chính vì vậy đã tạo nên một nét văn hóa ẩm thực ngày Tết phong phú và đa dạng chỉ có tại Việt Nam. Các món ăn ngày Tết miền Bắc. Trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội xưa, vẫn luôn ưa chuộng về mặt hình thức, nên mâm cơm ngày Tết cần phải được chuẩn bị rất công phu và đẹp mắt. Một mâm cỗ lớn nhất định phải có 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa để tượng trưng cho phát lộc, phát tài. Trải qua các thời kỳ khác nhau, nhưng mâm cỗ Tết ở miền Bắc vẫn giữ bản chất đúng nét cổ truyền của dân tộc Việt Nam. 1. Bánh chưng. Bánh chưng là món đã có lịch sử lâu đời trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Do đó, trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Bắc sẽ không thể thiếu món ăn này. Bánh tượng trưng cho mặt đất được dùng để thể hiện lòng biết ơn của hoàng tử Lang Liêu với vua Hùng đời thứ 16 và đất trời. Sự kết hợp hài hòa giữa gạo nếp dẻo, đậu ngọt bùi, tiêu cay nhẹ và thịt mỡ béo ngậy đã tạo nên một hương vị ngày Tết không thể lẫn vào đâu được. Một thứ bánh ngon tròn vị, cái khung cảnh ngồi đợi nồi bánh chưng chín đã đi vào tiềm thức của người dân miền Bắc mỗi khi Tết đến. Không chỉ được bày trong các mâm cỗ cổ truyền của người miền Bắc, mà món ăn này còn được dùng để làm quà tặng cho người thân hay bạn bè đều được. 2. Xôi gấc. Theo quan niệm của người xưa cho biết, thì màu đỏ là màu của may mắn, màu của hạnh phúc lứa đôi. Vì vậy mà trong những ngày rằm, ngày lễ, đặc biệt là ngày Tết, thì nhất định phải có một đĩa xôi gấc. Xôi gấc được nấu từ gạo nếp ngon và được trộn với gấc tươi rồi cho vào nồi hấp. Sau khi được đun chín thì xôi sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp và hấp dẫn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị dẻo của gạo nếp, vị béo của nước cốt dừa và vị ngọt của đường. 3. Dưa hành. Trong mâm cơm ngày Tết của người Việt có rất nhiều món ngon, từ cao lương mỹ vị cho đến những món vô cùng giản dị, dân dã. Và một trong những món dân dã nhưng lại có vị trí đặc biệt trong mâm cỗ cổ truyền của người miền Bắc, đó chính là món hành muối chua hay còn gọi là dưa hành. Với vị chua chua cay nhẹ và được dùng để ăn kèm cùng với bánh chưng hay thịt đông vô cùng ngon. Đây chính là món chống ngán hữu hiệu nhất trong ngày Tết mà các bạn cần biết. Cho dù cuộc sống luôn thay đổi, nhưng chắc chắn rằng Việt Nam còn Tết thì sẽ còn bánh chưng và dưa hành sẽ là món ăn đồng hành cùng những ngày Tết của dân tộc. 4. Giò. Với vị trí trung tâm của mâm cỗ ngày Tết, nên giò dường như là một trong những món ăn chắc chắn phải có. Có ý nghĩa là trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà, một phần không thể thiếu của ẩm thực Việt. Món ăn ngon này được làm từ thịt heo, giã nhuyễn trong cối đá và gói bằng lá chuối rồi luộc chín. Những miếng giò trắng mịn, giòn dai, thơm ngon không chỉ là món ăn ngon mà có thể dành tặng cho những thành viên trong gia đình mình. 5. Thịt gà luộc. Trong mọi mâm cỗ từ đám cưới, đám hỏi, mừng thọ, tân gia thì không thể không có món thịt gà luộc. Và trong những ngày Tết thì cũng không phải là ngoại lệ. Một món ăn đơn giản nhưng lại không thể thiếu được trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Bắc. Vị ngọt thơm của miếng thịt gà ăn kèm với lá chanh, chấm muối chanh ớt sẽ tạo nên một hương vị riêng rất khó quên. 6. Nem rán. Bên ngoài màu vàng óng, bên trong thì chứa đầy thịt,
mộc nhĩ và giá. Nem rán là món ăn độc đáo và hấp dẫn không thể thiếu được trong những ngày Tết của người miền Bắc. Món ăn này được rất nhiều người ưa thích, còn được coi là quốc hồn quốc túy của người Việt. Các món ngon ngày Tết miền Trung. Ở miền Bắc, người dân đón xuân bằng cành hoa đào, bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành. Còn ở miền Trung cũng náo nức đón xuân với cành mai vàng, bánh tét, thịt sấm, nem chua. 1. Bánh tét. Bánh tét có ý nghĩa là sự hội tụ của đất và trời. Một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người miền Trung. Nếu miền Bắc có bánh chưng được gói bằng lá dong thì bánh tét miền Trung gói bằng lá chuối. Mặc dù giống nhau về nguyên liệu nhưng bánh tét được gói lại thành từng đòn hình trụ. Nhờ sự đơn giản của bánh mà người ăn có thể cảm nhận rõ rệt vị ngon của từng nguyên liệu bên trong, vô cùng ngon và hấp dẫn. 2. Nem chua. Nếu có dịp tới chơi Tết tại miền Trung thì bạn sẽ được người dân ở đây đãi bạn vài nhâm nhi với vài chum rượu và mồi là những chiếc nem nướng. Món ăn đặc sản này được làm từ thịt heo. Sau khi đã được tẩm ướp gia vị, thịt được gói lại trong lá ổi, lá chùm ruột để trong vài ngày có vị chua thanh, giòn giòn, cay cay. Nem chua miền Trung thường mịn màng, hương vị dịu nhẹ và được ăn kèm tép tỏi để cho tăng hương vị. 3. Dưa món. Nếu như miền Bắc trong ngày Tết có dưa hành thì miền Trung lại có dưa món, được kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau như củ cải, cà rốt, dưa leo, đu đủ, củ kiệu đã tạo nên món ăn ngon không thể cưỡng nổi. Mặc dù nghe qua có vẻ đơn giản nhưng để có thể làm được món dưa đầy sắc và vị thì tốn không ít thời gian và sự tỉ mỉ. Lát bánh tét dẻo mềm ăn kèm cùng với dưa món giòn giòn, chua chua đem đến cho người ăn cảm giác lạ miệng rất khó quên. Một hương vị rất riêng trong những ngày Tết. 4. Tôm chua. Một món ăn nữa không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Trung đó chính là tôm chua, đặc sản của Huế. Vị ngọt bùi của tôm, béo ngậy của thịt, vị cay và thơm của riềng, tỏi ớt, vị chua của khế, chát của vả, hương của các loại rau thơm, tất cả tạo nên một bản hòa tấu hương vị hấp dẫn, khiến bất kỳ ai ăn qua một lần sẽ phải nhớ mãi. 5. Chả bò. Trong bàn tiệc thiết đãi khách trong những ngày đầu xuân của người miền Trung, thường có khoanh chả bò màu đỏ hồng với đủ vị mặn, ngọt, giòn dai, cay quyện với mùi thơm nồng đặc trưng của tiêu đen đã khiến cho món ăn này không thể thiếu trong các dịp lễ Tết. 6. Thịt ngâm mắm. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì món thịt ngâm mắm là cách muối thịt phổ biến nhất ở nhiều tỉnh miền Trung. Nguyên liệu có thể là thịt heo hoặc thịt bò đều được. Sơ chế xong được ngâm vào nước mắm đường đã pha nấu theo một tỷ lệ nhất định. Món thịt này ăn có vị mặn, ngọt và thường ăn kèm với dưa món, củ kiệu chua ngọt và rau sống, rau thơm. Các món ăn ngon ngày Tết miền Nam. Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển và đa văn hóa. Chính vì vậy mà nền ẩm thực ở đây có sự du nhập, pha trộn từ nhiều nơi. 1. Thịt kho nước dừa. Trong vô số các món ăn ngon tại Sài Gòn thì món ăn Tết truyền thống nổi tiếng nhất đối với người dân miền Nam có lẽ chính là thịt kho nước dừa, hay còn gọi với cái tên khác là thịt kho rượu, thịt kho hột vịt. Những ngày giáp Tết, bên cạnh công việc nấu bánh tét thì các hộ gia đình Nam Bộ còn hay chuẩn bị một nồi thịt kho nước dừa to để ăn vào những ngày này. Thịt kho hột vịt trông rất hấp dẫn, dễ ăn và rất ngon miệng. Nếu bạn muốn thưởng thức món này mà không cảm thấy ngấy thì bạn có thể ăn món này, thường ăn kèm dưa giá. 2. Củ kiệu tôm khô. Điều đặc biệt ở miền Nam khác hoàn toàn với miền Trung đó chính là củ kiệu không ăn cùng với bánh tét mà thường ăn kèm tôm khô thành một món riêng. Củ kiệu được ngâm chua ngọt, khi ăn kèm tôm khô thì rắc thêm miếng đường cát sẽ khiến cho món ăn có đủ vị giòn, dai, hăng, mặn ngọt để cánh mỏi dâu, nhâm nhi ngon lành thú vị. 3. Bánh tét. Trong khi bánh tét ở miền Trung được làm một cách khá là giản dị thì ở miền Nam đã được cải tiến một cách rõ rệt.
Bởi vì bánh ở đây có hai loại, đó chính là bánh tét nhân mặn và nhân ngọt. Với nhân mặn thì ngoài nguyên liệu là đậu và thịt mỡ truyền thống, nhiều nhà còn cho thêm cả trứng muối, lạp xưởng để thêm nhiều khẩu vị khác nhau. Bên cạnh đó, bánh tét nhân ngọt lại phổ biến với nhân chuối, đậu đỏ, đậu xanh. Đặc biệt là bánh tét miền Tây Nam Bộ, nhìn trông rất bắt mắt, gói vuông vức, chắc đẹp. Một trong số những địa phương nổi tiếng với món bánh tét thập cẩm không chỉ ngon miệng mà còn đẹp nữa là Trà Vinh với bánh tét chả cuôn. 4. Canh khổ qua nhồi thịt. Với mỗi gia đình miền Nam thì món canh khổ qua nhồi thịt là một món ăn thường ngày quen thuộc và nó cũng được sử dụng trong những ngày Tết với ý nghĩa đẩy lùi những khó khăn đi qua. Không những thế, đây cũng là món ăn bổ dưỡng, giải nhiệt cơ thể trong những ngày Tết. 5. Dưa giá. Với đặc tính mát, vị giòn ngon nên món dưa giá được rất nhiều người lựa chọn để giải nhiệt trong những ngày Tết. Dưa giá ăn cùng với cơm, cuốn bánh tráng. Tuy nhiên thích hợp nhất vẫn là ăn kèm thịt kho hột vịt vì tác dụng giải ngấy rất hiệu nghiệm trong ngày Tết. Thành phần chủ yếu tạo nên món dưa giá bao gồm giá, hẹ, cà rốt, rất bổ dưỡng cho cơ thể. 6. Lạp xưởng. Một trong những món phổ biến ở miền Nam mà bất kỳ ai cũng biết đến đó là món lạp xưởng. Cứ mỗi khi Tết, nhu cầu tìm mua lạp xưởng không thể thiếu trong mâm cơm người dân Nam Bộ. Với rất nhiều loại lạp xưởng từ tươi, khô, nạc, tôm, cá. Lạp xưởng có thể chế biến bằng nhiều cách như luộc, chiên, nướng trước khi ăn. Một trong những cách mà được nhiều người ưa chuộng là chiên bằng nước, không dùng dầu, vừa ngon mà còn an toàn cho sức khỏe. Hy vọng video tổng hợp 18 món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết mà kênh vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn cho mâm cỗ của gia đình mình. Vào bếp thực hiện ngay thôi nào! Tết đến nơi rồi đó nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được những nút like và chia sẻ video từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!